Chào các bạn, này là cái máy Samsung Note 10 Plus nè, quên mã bảo vệ màn hình rồi. Giờ mình xóa như thế nào á? Đối với những cái dòng máy cao á, các bạn tắt máy á, nó sẽ hỏi mật khẩu cũ nha. Ví dụ như cái máy này mình vô chế độ tắt nguồn nè, nó sẽ hỏi mật khẩu cũ mà các bạn không nhớ sao mình tắt. Thì đầu tiên các bạn phải là kết nối cáp cho nó trước nè. Giờ mình ép tắt luôn, bấm volume trừ với lại phím nguồn. Các bạn giữ thiệt là lâu, khi màn hình nó sụp á, các bạn chuyển lên volume cộng với lại phím nguồn. Đó, chuyển tay nè, volume cộng với phím nguồn. Khi hiện logo Samsung á thì mình buông nguồn. Nhưng mà hiện tại cái máy này các bạn để ý nè. Đó, các bạn thấy không, nó vô chế độ gì chẩn đoán gì của Samsung nè các bạn. Nó không có vô được chế độ recovery á, cho mình xóa nha. Giờ mình xóa như thế nào á? Đầu tiên mình chuyển vô chế độ download mode, tiếp tục ép tắt nè, volume xuống với lại phím nguồn. Vừa sụp á, giữ tay cộng trừ là nó sẽ vô chế độ download mode ha, chế độ chạy chương trình nè. Thì vô chế độ download mode này á, thì các bạn không cần chạy lại firmware đâu. Giờ mình ép tắt một lần nữa, vừa tắt á, chuyển lên volume cộng tiếp, nguồn với lại volume trừ, nhấn giữ. Vừa sụp màn hình á, chuyển tay volume cộng với nguồn lên logo Samsung, buông nguồn, giữ volume cộng. Đó, các bạn thấy mình giữ không? Một xíu là nó vô chế độ recovery. Đó, như vậy thôi. Nói chung là xóa những cái dòng Samsung á, hay là những cái máy Android gì đó, thì mỗi máy nó sẽ có những cái cách xóa khác nhau nha các bạn, tùy theo cái phiên bản vệ sinh cao, vệ sinh thấp nữa. Thì đến lúc này thì các bạn wipe data nó thôi, rồi các bạn chờ nó khởi động lên, các bạn xài lại ha.